Kính chào các cha mẹ và các con ạ. Hôm nay cô Giang sẽ cùng với các con ôn lại các cặp thì cơ bản. Thì thực ra là kỳ thi lên cấp 2 đến lớp 6 của nhiều trường đã tiến hành và các con cũng một số trường có kết quả rồi. Tuy nhiên là có một số trường các trường công và còn một số trường nữa mà các con cũng đặt rất là nhiều kỳ vọng thì vẫn còn kỳ thi ở phía trước, cho nên là trong thời gian đấy thì cô và các con có thể cùng ôn lại những cái chủ đề cơ bản của tiếng Anh, phần ngữ pháp và từ vựng. Với phần từ vựng thì các con đã ôn xuyên suốt trong cả năm học với các thầy cô của mình và cũng có thể cùng với cô Giang rồi. Thế còn phần thì cơ bản thì đấy là một cái chủ đề mà gần như là các con đã được ôn luyện và củng cố học từ lớp 3 cho tới lớp 5, và đến đấy là phần mà các con có lẽ là đến thời điểm này lại có thể quên hoặc là cần phải củng cố lại nhất. Đấy là các thì mà các con có thể dễ nhầm lẫn ạ. Đầu tiên là với hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, đây là chủ đề thì quá quen thuộc với các bạn từ lớp 2 khi các con chưa viết được thành thạo nhanh. Như lớp 3 thì các con đã làm quen các câu chuyện này hoặc là các phần ngữ pháp từ vựng đơn giản. Thế còn đến lớp 3 thì các con sẽ thường là có thêm các bài tập luyện bằng thể hiện bằng cách viết như là bài tự luận hoặc là trắc nghiệm và thêm phần tự luận nhiều hơn. Thì đến đây thì các con có ôn lại nhớ lại cho cô là phần hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, những dấu hiệu nhận biết. Hiện tại đơn thì diễn tả thói quen lặp lại này, thường là sẽ theo một quá trình chẳng hạn, thường là theo một cái chu kỳ lặp lại, ví dụ như là I learn English on Mondays, hoặc là diễn tả sự thật The Earth goes around the sun, hoặc là diễn tả một kế hoạch lịch trình, đúng không ạ? Ví dụ như là the train leaves at 10 p.m. tomorrow, thì với ngày mai hay là ngày kia, dù là 2 tuần nữa, nhưng mà nếu đấy là một kế hoạch lịch trình thời gian biểu thì chúng ta cũng sẽ dùng ở hiện tại. Với thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ thường dùng để miêu tả những hành động thường xuyên xảy ra, và lát nữa thì sẽ có tổng kết những cái gọi là time expression hoặc là signal words, từ để nhận diện này, hoặc là những từ chỉ thời gian mà qua đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đấy là thì gì. Hành động đang xảy ra, they are watching TV now, hoặc là thu hút sự chú ý về hành động đang xảy ra. Đang xảy ra này thì các con lưu ý là có thể là hành động diễn ra ngay xung quanh mình, hoặc là người ta có thể miêu tả một bức ảnh. Ví dụ hãy nhìn trong bức ảnh này. Hãy nhìn trong bức ảnh này, đúng không ạ? Look in the picture, John is wearing a blue shirt. Ví dụ như thế, hãy nhìn vào trong bức tranh này. Bức ảnh này thì John lúc đấy đang mặc một cái áo màu xanh dương chẳng hạn. Hoặc là dự định về kế hoạch trong tương lai mà có khả năng xảy ra cao. Các từ để nhận biết là hiện tại đơn thì chúng ta sẽ có những từ trạng từ chỉ tần suất là adverb of frequency như là always, often này, usually, sometimes, never, hay là có ever, every, frequently, generally, occasionally. Đây là những từ mà ít gặp hơn là những cái trạng từ chỉ tần suất kia. Tuy nhiên là các con vẫn phải lưu ý là với bài ngữ pháp ý, thì các con phải hiểu được câu đấy, tư duy bằng câu đấy bằng tiếng Anh, nhưng mà đồng thời cũng phải hiểu trong tiếng Việt là gì. Tại vì nhiều con thì sẽ không, nếu mà gặp khó khăn trong việc là hiểu tiếng Việt là gì thì cũng sẽ rất là khó làm các bài ngữ pháp phân biệt thì. Với hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ có những từ mà chỉ hành động gì đang diễn ra hoặc là trong thời gian gần đây, đúng không ạ? Nếu mà để so sánh với những ngày trước, ví dụ như là ngày nào anh ấy cũng lái xe đến cơ quan, nhưng mà hôm nay thì anh ấy đi xe đạp chẳng hạn. He drives car to work, but today he is going on his bike. Ví dụ thế ạ. Thì chúng ta sẽ nhớ là hiện tại tiếp diễn nó không chỉ những cái hành động mà đang diễn ra này. Có thể chỉ những hành động mà xung quanh cái thời điểm đấy, ví dụ những ngày này thì anh ấy đang tạm thời là thuê nhà khi mà chưa mua được nhà mới, hay là để chỉ tự sự tương phản với những
Hành động mà diễn ra theo chu kỳ, ví dụ như là cô vừa mới cho các con ví dụ đấy, là hàng ngày anh ấy lái xe đến cơ quan ô tô, nhưng mà hôm nay anh ấy đi xe đạp đúng không ạ? Thì đấy là điều mà các con cần lưu ý. Ở phần hiện tại tiếp diễn này thì cô có một lưu ý nữa với các con, đấy là khi mang nghĩa là diễn ra theo một cái trình tự tuần tự lặp lại hoặc là hành động thường xuyên lặp lại nhưng mà mang ý nghĩa than phiền. Ví dụ chúng ta có thể nói là my neighbor is always smoking in the corridor which is very annoying, đúng không ạ? Tức là hàng xóm của tôi thì thường xuyên suốt ngày hút thuốc ở thang máy, ở trong hành lang, và điều đấy thì rất là khó chịu. Và các con chú ý là ngoài từ annoying thì mình phải để ý xem là trong câu đấy có bất kỳ một cái dấu hiệu nào là dấu hiệu than phiền, complain đúng không ạ? Thấy một cái dấu hiệu nào thì chúng ta cũng sẽ dùng always hoặc là forever hoặc là for good hoặc là without fail, tức là không khác gì, không không thay đổi được, mà anh này anh cứ làm cái hành động gì mà tôi không thích ý, thì chúng ta cũng chia ở thì tiếp diễn với những từ kể cả có xuất hiện những trạng từ chỉ tần suất nhưng để mang ý nghĩa than phiền đúng không ạ? Với phần tiếp theo là hai cặp thì cũng hay bị nhầm lẫn, đấy là hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Hiện tại hoàn thành, vì sao chúng ta để hai cột như thế này? Tại vì là có những cái ý nghĩa nó hơi hơi dễ bị nhầm lẫn. Thứ nhất là hiện tại hoàn thành là diễn tả một hành động xảy ra một thời điểm không xác định trong quá khứ, không xác định cho tới nay, đúng không ạ? Không, Peter has traveled around the world. Các bạn chú ý cho cô là các bạn vừa phải kết hợp giữa việc là hiểu ý nghĩa bằng tiếng Việt lẫn ngữ cảnh trong tiếng Anh ạ. Nếu không thì mình, nếu mà mình cứ chỉ chăm chăm vào việc là ghi chép mà, hoặc là học cái ý nghĩa của nó bằng tiếng Việt thì mình cũng sẽ bị lỡ mất cái ngữ cảnh trong tiếng Anh. Ở đây có nghĩa là gì? Bấy lâu nay là Peter đã du lịch vòng quanh thế giới rồi đúng không ạ? Và không cụ thể là thời điểm nào, nhưng mà bấy lâu nay và bây giờ chưa kết thúc, đến hôm nay anh cũng vẫn có thể đi du lịch, hoặc là trong tương lai anh cũng có thể là tiếp tục đi du lịch. Còn với thì quá khứ đơn thì chúng ta diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt, không còn liên quan tới hiện tại nữa, không liên quan đến hiện tại, nhưng mà có thể ở hiện tại anh này vẫn làm lặp lại cái hành động này, chứ không phải là nó xảy ra trong quá khứ và có thể không làm cái hành động đấy ở hiện tại đúng không ạ? Mà chỉ là nêu là có lần hè năm ngoái tôi đã đến Paris thôi đúng không ạ? I visited Paris last summer. Đấy mới là một câu kể. Với hiện tại hoàn thành thì chúng ta có thể nói đến là diễn ra nhiều lần trong quá khứ nhưng mà không có dấu hiệu là từ bỏ thói quen đấy đúng không ạ? Ví dụ như là Mary has seen this movie three times, đã xem bộ phim này 3 lần rồi, và nếu mà còn tiếp tục xem lần thứ tư thì có thể cô ấy chán chẳng hạn, mà cô ấy không muốn xem nữa. Thế còn phần quá khứ đơn là diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau. Ở đây thì các bạn lưu ý cho cô là những hành động đấy nó phải đằng lập, tức là nó bình đẳng về mặt ngữ pháp. Ví dụ I woke up, brushed my teeth and then had breakfast. Tức là tôi ngủ dậy này, đánh răng này và sau đó thì ăn sáng. Tức là nó nối tiếp nhau, nó là một chuỗi hành động nối tiếp nhau và nó phải đằng lập, bình đẳng về mặt ngữ pháp. Tại vì sao cô hay nhấn mạnh với các con đấy là chúng ta phải nói đến việc là nó bình đẳng về mặt ngữ pháp, bởi vì là có những cái ngữ cảnh là người đàn ông đã đứng ở chỗ này đúng không, ngày hôm qua thì người đàn ông đấy là hàng xóm của tôi, thì cái việc đấy nó không đẳng lập về mặt ngữ pháp giữa việc là ông ấy đã đứng ở đây ngày hôm qua và giữa việc ông ấy là hàng xóm của tôi. Cho nên trong những trường hợp đấy thì chúng ta phải sử dụng là relative clause, là mệnh đề quan hệ đúng không ạ? Thế còn khi mà chúng ta diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ và nó bình đẳng về mặt ngữ pháp thì chúng ta có thể dùng quá khứ đơn. Tiếp đến một ý nghĩa nữa của hiện tại hoàn thành là hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra hiện tại. Tức là chúng ta không nói đến số lần mà chúng ta nói đến việc kết quả tính đến nay được bao nhiêu năm hoặc được bao nhiêu năm hoặc là được bao nhiêu thời gian ai đó đã bắt đầu hành động và tiếp diễn cho tới hiện tại và có thể ở tương lai. Ví dụ như Anna has lived in that house for 20 years thì chúng ta cũng có thể để là has been living cũng được ạ. Nếu mà chúng ta nhấn mạnh vào cái quá trình là liên tục suốt 20 năm lâu, còn nếu mà chúng ta nhấn mạnh vào là
cái con số đấy nó cũng khá nhiều, ví dụ 20 năm rồi này, hoặc là chúng ta nhấn mạnh vào cái kết quả 20 năm này thì mình sẽ để hiện tại hoàn thành. Với thì quá khứ đơn thì chúng ta diễn tả hồi ức kỷ niệm. When I was a child, I used to play in the park with my friends every afternoon. Thì các bạn có thể thấy ở đây có xuất hiện cái used to nữa đúng không ạ? Nó có dạng ED giống như thì quá khứ đơn, nhưng mà sự khác biệt của nó với I played và I used to play là gì? Nếu mà I play là chúng ta nêu nêu cái hành động đấy đã xảy ra, miêu tả lại, kể lại là đã xảy ra, và chúng ta không nói là sau đấy chúng ta có lặp lại hay không và bây giờ chúng ta có duy trì thói quen đấy hay không. Thế còn nếu mà dùng với used to thì chúng ta mang ý nghĩa là gì ạ? Là hành động hoặc thói quen đấy đã xảy ra trong quá khứ và quan trọng là nó không lặp lại ở hiện tại nữa. Ví dụ như với câu I visited Paris last summer là tôi kể với bạn là năm ngoái nhá, là tôi đến Paris, thăm Paris đúng không ạ? Thế còn nếu chúng ta cho cấu trúc used to vào đây này, I used to visit Paris when I was small chẳng hạn, thì có nghĩa là hồi còn nhỏ thì tôi đã từng thăm Paris, nhưng mà từ sau đó trở đi và bây giờ tôi không quay lại đó nữa chẳng hạn ạ. Với từ nhận biết hiện tại hoàn thành thì các con có thể nhìn thấy for thì dùng với quãng thời gian, ví dụ for 3 years, 3 năm đúng không ạ? Since thì sẽ dùng với mốc thời gian, ví dụ như là since 1980, năm 1980. Nhưng mà các con chú ý nhé, là sau since này, khi mệnh đề chữ since này chúng ta sẽ dùng với quá khứ đơn. Tức là bởi vì mốc thời gian nó đã trọn vẹn trong quá khứ rồi mà. Ví dụ như là tôi đã làm việc ở đây từ khi chúng tôi chuyển đến sống ở Hà Nội chẳng hạn, thì cái việc đã làm việc ở đây cho tới giờ là ở hiện tại hoàn thành, nhưng mà khi mà tôi chuyển đến sống ở Hà Nội thì sẽ là quá khứ đơn. Ví dụ như là I have worked here since we moved to Hà Nội đấy. Thế cho nên các con không phải là cứ thấy since trong câu một cái là đi làm thành, tất cả là hiện tại hoàn thành thì không phải đúng không ạ? Ever thì sẽ thường mang nghĩa là đã từng làm gì, never là chưa từng làm gì cho tới nay, so far, recently, lately thì mang nghĩa là cho tới nay, gần đây hành động gì diễn ra đúng không ạ? Before thường đứng ở cuối câu mang nghĩa là trước đến nay thì tôi chưa từng làm gì. Như thế, I have never tried eating snail before. Tôi chưa bao giờ thử ăn ốc trước đây đúng không ạ? Up to now thì cũng sẽ mang ý nghĩa như là so far, recently, lately, up to present cũng thế, until now. Với yet, just và already thì với ba cái từ cuối cùng này thì mang ý nghĩa là hành động đã diễn ra rồi hay chưa hay mới diễn ra. Với thì quá khứ đơn thì chúng ta sẽ có những time expression hoặc là signal words là ago này, last sẽ đi cùng với danh từ chỉ thời gian, ví dụ là last Sunday, ngày chủ nhật tuần trước, last month, tháng trước, last year, năm trước đúng không ạ? Yesterday ngày hôm qua, và in dùng với một bốn mốc thời gian trong quá khứ như là năm, tháng, thập kỷ hoặc là thế kỷ. Với thì tương lai đơn và tương lai be going, tương lai đơn will hoặc là shall đúng không ạ? Và tương lai gần là be going to. Với tương lai đơn thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ dùng will cho mọi ngôi, sáu ngôi, I, you, he, she, it, we, they. Và thì tương lai đơn với shall thì sẽ dùng cho ngôi I vào we đúng không ạ? Và nó thường là điển hình trong cái câu mà rủ ai đi đâu, ví dụ let's go to the cinema, shall we? Thế còn nếu mà nói về tương lai đơn trong câu, trong các câu mang ý nghĩa chỉ tương lai thì chúng ta sẽ dùng mang ý nghĩa thứ nhất là chỉ quyết định ngay tại thời điểm nói, thì các con nhớ nhìn trong dự cảnh nhá, xem là đấy là cái dự định hay là bởi vì thấy một cái ngữ cảnh xung quanh biến đổi như thế nào mà chúng ta nảy ra cái ý định đó. Ví dụ ngay lập tức thì thấy nhớ, bỗng dưng thấy nhớ bà đúng không ạ? I miss my grandma so much, và nảy ra ý định là mai con sẽ đi thăm bà đấy ạ, đúng không ạ? I will visit her tomorrow. Đấy là ý định nảy ra ngay tại thời điểm nói. Các con cứ chú ý nhé, khi nào mẹ bê nặng này, con muốn giúp mẹ này, hay là bạn quên bút này, tớ muốn cho bạn mượn, tớ sẽ cho bạn cậu ngay mượn ngay bây giờ này. Đấy là những cái quyết định nảy ra ngay tại thời điểm nói. Nó không quan trọng là
Vậy thì con sẽ thấy là gì? Nó không quan trọng ở đây là tương lai đơn này là ngay lúc đấy hay là dự đoán trong tương lai vô định, đúng không ạ? Mà nó sẽ phụ thuộc vào những cái ý nghĩa nên này nêu ở đây là thế thì để so sánh với nó thì ta có tương lai gần là diễn tả một dự định kế hoạch, thường là next year, next month này, this weekend, đúng không ạ? Hoặc là ở đây he's going to get married this year, năm nay cuối năm nay anh ấy có dự định là sẽ tổ chức đám cưới. Ngoài ra tương lai đơn thì có một dự đoán không có căn cứ cơ sở và nó mang tính chủ quan. Ví dụ các con có thể để ý thấy những cái như thế này này, I think, đúng không ạ? I'm sure, tôi chắc rằng, đúng không? I'm certain, tôi tin rằng, tôi chắc chắn rằng như thế, mặc dù là cái chắc chắn đấy của tôi là niềm tin của riêng tôi, đúng không ạ? Nhưng mà nó thể hiện ra bởi cái câu là chủ quan, nên là đằng sau mình sẽ dùng với thì tương lai đơn là will hoặc là shall hoặc là ở dạng contraction của phủ định là won't hoặc will not. Và tương lai gần be going to thì diễn tả một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể và thường có dấu hiệu. Ví dụ như là look at those dark clouds, it is going to rain. Hãy nhìn những đám mây đen kìa, trời sắp mưa đấy. Và ngoài ra các con có thể thấy, có thể gặp một cái câu là from my past experience, đúng không ạ? Từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm, trải nghiệm, đúng không ạ? Của riêng tôi thì cái điều gì đấy sẽ xảy ra, thì chúng ta sẽ thấy là cũng không có là nhìn kìa hay gì cả, thế nhưng mà nó cũng trong ngữ cảnh đấy cũng là diễn đạt một dự đoán có căn cứ và có dẫn chứng cụ thể. Với thì tương lai đơn chúng ta có hứa, đề nghị, khuyên, cảnh báo, I promise I will write to her every day đó, thì chúng ta thấy là lời khuyên, lời cảnh báo thì chúng ta cũng sẽ dùng như thế ạ. Với từ nhận biết tương lai đơn thì cái này chúng ta lưu ý là phải nhìn vào ngữ cảnh, chứ nó không rõ rệt như là từ nhận biết của hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Mà cái việc nhận biết đó là tương lai đơn hay tương lai gần thì chúng ta phải lưu ý là phải ở trong ngữ cảnh, xem đấy là ý định đề ra vào thời điểm nói này, đấy là ý kiến chủ quan, đấy là cái dấu hiệu nhận biết đã có sẵn mà chúng ta dự đoán, hay là đấy là kế hoạch. Thì như vừa nãy cô nói với con đấy, là các con phải rất lưu ý vào ngữ cảnh ở trong câu nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ chia động từ John play ở trong ngoặc, đúng không? In brackets, tennis once or twice a week. Vậy thì con sẽ thấy ở đây chúng ta có một cái chu kỳ lặp lại là một lần hoặc là hai lần mỗi tuần. Thì mình sẽ chia động từ ở đây là gì ạ? Plays, đúng không ạ? John plays tennis once or twice a week. Thế thì đến đây thì các con phải nhớ là mình phải ôn tập lại không chỉ là ý nghĩa đâu mà còn cả cách chia, đúng không ạ? Cách chia của động từ ở hiện tại này, cái nào thêm s, trường hợp nào chúng ta thêm es, đúng không ạ? Trường hợp nào mà chúng ta phải bỏ y dài, đúng không ạ? Bỏ y thay bằng ies. Và tương tự như thế với cấu tạo của động từ tiếp diễn, thì hiện tại tiếp diễn này là đuôi ing cũng thế, khi nào thêm ing, khi nào mà chúng ta phải thêm biến đổi trước khi thêm ing, ví dụ như là biến đổi là double phụ âm cuối này, đấy là khi mà một nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm get chẳng hạn, getting, hay là chúng ta phải thêm chữ chữ cái k, cái trường hợp này là các bạn hay nhầm, hay quên, ví dụ như là picnic thì chúng ta nói là go, đúng không ạ? Chúng ta còn thấy là verb in có thể dùng trong cái cấu trúc go cộng với động từ đuôi in chỉ hoạt động, ví dụ như go swimming, go sightseeing và chúng ta có go picnicking, thì con nhớ là sau từ picnic thì chúng ta phải thêm chữ cái k trước khi thêm đuôi in nhé. Đấy là cô lưu ý lại với các con. Number 2, chúng ta sẽ có ago, thì đến đây là chúng ta thấy có xuất hiện quá khứ đơn, đúng không ạ? Đồng thời là các con sẽ phải ôn lại bảng động từ bất quy tắc của thì quá khứ đơn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy có ago là single words của thì quá khứ đơn, chúng ta sẽ biến đổi là Jane leaves, cô xin lỗi, left ở quá khứ, đúng không ạ? Just a few minutes ago, left. Đây là thì quá khứ đơn của động từ bất quy tắc. Thì với những bạn nào mà mới học tiếng Anh, các em nhỏ thì cô hay nói là cứ gặp động từ nào mà khi chia động từ chúng ta đều xem trong bảng động từ bất quy tắc, và nếu mà nó không ở trong bảng động từ bất quy tắc đấy thì nó là có quy tắc, thì chúng ta
yên tâm thêm ít đi. Thì cái này nó mất công hơn một chút. Thế nhưng mà khi mà các con xem bảng động từ bất quy tắc ấy, thì kể cả cô ví dụ finish không có trong bảng đấy, thì mỗi lần mình xem nhà mình đã ghi nhớ hơn một lượt rồi đúng không ạ? Mình phải tận dụng tất cả thời gian mà khi các con học tiếng Anh, và cha mẹ cũng có thể hỗ trợ các con như thế. Có một câu nói là người thầy tốt là người thầy mà có thể dạy cho học trò cả cái điều mà mình không biết ý. Thì cha mẹ là người thầy tốt thì cha mẹ có thể giúp hỗ trợ các con ôn tập cả những cái điều mà mình không biết. Đừng lo là mình không biết tiếng Anh. He promised that he finished the project by the end of the week. Thế con sẽ thấy là anh ấy hứa đúng không ạ? Là sẽ he promised cái này con sửa lại nhé, là ở hiện tại he promises that he will finish đúng không ạ? Ở đây chúng ta bỏ ed đi, cô xin lỗi các con là chúng ta phải bỏ ed ở đây, tại vì là anh ấy hứa là anh ấy sẽ hoàn thành dự án này vào cuối tuần. Câu số 4, I'm busy at the moment, I'm working on the computer. Tôi xin lỗi hiện tại bây giờ đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có là tiếp theo là đã ốm được 3 tuần rồi và bây giờ vẫn ở trong bệnh viện. Robert has been ill for 3 weeks. He's still in hospital. Đúng không ạ? Has been ill for 3 weeks. Đã ốm được 3 tuần, hiện giờ vẫn ở bệnh viện và chưa có dấu hiệu là anh ấy chưa có khả năng là anh ấy sẽ đi về. Tức là đã nằm viện được 3 tuần rồi. Các con nhớ nhá, thay ED ở đây bằng promise có ES ở cuối. Ok. Câu số 6 thì con sẽ thấy là as soon as Martina saw the fire, she telephoned the fire department. Ta sẽ thấy as soon as này là mang nghĩa là ngay khi đúng không ạ? Ngay khi thì thay cho when, nhưng mà nó mang ý nghĩa là cấp thiết hơn when. Ngay khi Martina nhìn thấy đám cháy thì cô ấy lập tức gọi điện cho trạm cứu hỏa. Ở quá khứ con sẽ thấy là nó phụ thuộc vào mệnh đề phía trước. Ngay khi cô ấy đúng không? Hai hành động gần như là nối tiếp nhau. Number 7. Trái đất phụ thuộc vào mặt trời để có hơi ấm và ánh sáng. Thì cái này nó là quy luật và gọi là scientific facts đúng không ạ? Là những cái dữ liệu về mặt khoa học, cho nên chúng ta sẽ để là depends. Câu số 8 chúng ta sẽ có last Saturday, và chú ý nhé, nó là thì quá khứ đơn, dấu hiệu của thì quá khứ đơn đúng không ạ? Thứ bảy tuần trước, got married. Và các con lưu ý với một số từ các con có thể nhìn thấy trong bài hát này, trên phim này, sẽ có dạng hoặc là tiếng Anh Mỹ. Thế nhưng để phương án an toàn thì các con nên dùng tiếng Anh khi đi thi, ví dụ như là bảng động từ bất quy tắc chẳng hạn, thì cũng sẽ theo các cái từ điển Oxford, Cambridge. Chúng ta sẽ thấy ở đây là got đúng không ạ, và ở quá khứ phân từ của nó sẽ cũng vẫn là got chứ không phải dạng gotten, hoặc là cái cấu trúc be going to thì nhiều bạn vẫn làm là gonna đúng không ạ, đấy là trong bài hát các con có thể thấy, nhưng mà trong ngữ pháp để chính thống để làm gọi là formal written English thì chúng ta không dùng như thế nhá. Number 2, các bạn sẽ làm là gì ạ? Your English since last month đúng không ạ? Cái này rất là quan trọng là chúng ta sẽ thấy có last month nhưng mà trước đấy lại có xuất hiện từ since, là từ tháng trước. Như lúc nãy cô nói với các con là khi trong mệnh đề chứa since thì chúng ta nói đến một mốc thời gian nên chúng ta có thể để quá khứ đúng không ạ? Nhưng mệnh đề còn lại khi mà mang nghĩa là từ khi nào thì chúng ta phải để là hiện tại hoàn thành. Tức là câu này hoàn toàn có thể diễn ra giải ra là your English has improved wonderfully since I taught you last month đúng không? Ví dụ như thế. Tiếng Anh của con đã tiến bộ rất nhiều tuyệt vời từ tháng trước mà cô dạy các con ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ để là has improved. Number 10, today is Mary graduation day. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Mary đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có là cô ấy, she's going to go to school. Với dạng này thì con có thể dùng là is going to go hoặc là is going cũng được. Và theo tiếng Anh hiện đại thì người ta có xu hướng là giản lược để không lặp lại cái từ go này nữa, là she's going to school. And
She's going to go to school and take pictures with her friends. Thế còn nếu mà con để ở dạng verb in thì sẽ là she's going to school and taking pictures with her friends, hoặc là is taking picture with her friends. Đây là bài tìm và sửa lỗi sai. Thì với đề thi với những dạng bài như thế này thì các con lưu ý là chúng ta sẽ sửa kể cả bài tìm và sửa lỗi mà người ta cho sẵn ABCD, hoặc là không cho sẵn thì các con lưu ý là chúng ta sẽ sửa tìm cái lỗi mà sửa ít nhất nhưng mang hiệu quả cao nhất. Thế là không phải một câu mà mình thấy nó sai sai xong là mình lại sửa hẳn thành một câu khác, đúng không ạ? Mà là mình phải tìm cái chỗ đúng, cái chỗ mà sửa ít nhất và có hiệu quả nhất. Thế thì ví dụ như ở trong một câu này có ABCD mà chúng ta thấy B và C là hòa hợp với nhau rồi, đúng không ạ? Thì một trong hai cái A và D sẽ là sai nhé. Ở đây con sẽ thấy này, chúng ta sẽ có when he was cooking dinner, đúng không ạ? Và his này là phù hợp rồi. When he was cooking dinner mà nghĩa là một, đây là chúng ta sẽ hiểu là một câu mà có một hành động ngắn, đúng không ạ? Bất ngờ, bất thình lình xen vào một hành động làm nền. Và hành động làm nền sẽ để ở quá khứ tiếp diễn, còn hành động ngắn thì sẽ là quá khứ đơn. Tom thì chúng ta phải đổi thành gì ạ? Burned, đúng không ạ? His hand when he was cooking dinner. Câu số 2, when I was a child thì chúng ta phải sửa ngay, đúng không ạ? Sửa ngay và luôn. Đấy là used to, con phải thêm ed vào đây thì mới mang nghĩa là đã từng chơi đàn violon và bây giờ không chơi nữa. Thế còn used này thì khi không có ed thì nó chỉ có ở dạng phủ định thôi. Ví dụ như là I didn't used to do something, tôi không từng làm gì trong quá khứ. Number 3, câu này thì có nên có một số phẩy ở đây, đúng không ạ? Đây không phải lần đầu tôi đến thăm London, tôi đã ở đấy trước rồi. Ok, it isn't my first time to visit London. I have been here before. Tôi đã ở đây trước đó rồi, đúng không ạ? Mang nghĩa là từ đó tới nay tôi đã từng ở đây rồi và vẫn còn tiếp tục xuất hiện nữa. Cho nên chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ để ý cho cô xem có cái gì là lạc lõng ở đây ạ. Ở đây có một cái này. Bất cứ lần nào, đúng không ạ? Podcast, nhìn xem phim mà có cái bối cảnh là ở Ấn Độ thì anh ấy lại nhớ nhà. Tức là cái đây là theo quy luật, cứ xem phim thì nhớ nhà, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ thấy là feel, ở đây chúng ta phải đổi thành feels. Ngoài ra, ngoài việc là nó lặp lại theo quy luật, còn có một cái ý nghĩa nữa, đấy là có những cái động từ gọi là steady verbs, là những động từ chỉ trạng thái, nêu lên trạng thái. Chúng ta sẽ không phải là động từ chỉ hành động thì chúng ta sẽ không dùng ở tiếng tiếp diễn. Ví dụ như là love này, like này, prefer này, những động từ chỉ sự sở hữu. Ví dụ như là to own, có này, to belong, thuộc về ai này. Và các con cũng lại một lần nữa nhắc các con là không nên nhìn theo quảng cáo, bài hát hoặc là phim. Tại vì ở đấy thì người ta sẽ sử dụng tiếng Anh, không phải là sai các con nhé. Nhưng cái thứ tiếng Anh mà người ta được quyền sử dụng ý, là tiếng Anh của người bản ngữ. Và người ta được quyền sử dụng để mang đến những cái sắc thái, phong cách khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như là trước đây có một thời gian McDonald's có quảng cáo là có hình mọi người rất là thích ăn McDonald's, đúng không ạ? Và có cái câu là I'm loving it, đúng không ạ? Tôi đang rất là thích nó đây, đúng không? Thế nhưng mà trong tiếng Anh mà gọi là written hoặc là formal grammar English thì chúng ta không chấp nhận là từ love ở dạng tiếp diễn mà lại mang ý nghĩa là chỉ trạng thái yêu thích cái gì, đúng không ạ? Nên là các con chú ý nhé. Cái mà các con nhìn thấy không phải là sai nhưng mà nó sẽ không được chấp nhận trong bài thi, đúng không? Nếu mà các con cứ lấy trong bài hát với các thứ vào, cái đấy là cái để cho các con biết thêm văn phong, phong cách mà chúng ta có thể được quyền sử dụng và người bạn có được quyền sử dụng khi mà chúng ta đã thành thạo và vượt qua các kỳ thi này đến một đất nước và sử dụng tiếng Anh nói rồi, đúng không? Number 5, it is very dark, I think it will rain soon. Thế con lại thấy là trời tối sầm lại rồi, đúng không? Đây là dấu hiệu, cho nên chúng ta sẽ dùng là is going to. Một lần nữa số 6 là có every morning nhưng mà con sẽ có used to, đúng không? Những cái này đều ổn. Get up early every morning, những cái này đều ổn, đều hòa hợp với nhau. Vậy thì nó sẽ sai sai ở đây, tức là tôi đã từng thường dậy sớm mỗi sáng nhưng mà bây giờ tôi không dậy nữa. Vậy thì chúng ta cũng sẽ hiểu là every morning này nó đã ở trong quá khứ rồi.
Number eight. Here is the weather forecast. Tomorrow it is going to rain in the afternoon. Vậy con sẽ thấy là dự báo đúng không ạ? Dự báo will rain. Tức là dự báo mà chưa một cái chủ quan có thể chưa chắc chắn đúng không ạ? Chưa chắc chắn đúng không ạ? Tại vì mang tính chất dự báo rồi. When he heard the noise, when she heard the noise, she went down to the kitchen and turned on the lights. Đây là một chuỗi các hành động liên tiếp nhau có tính tiếp nối đúng không ạ? Ở trong quá khứ. Cái này thì thường dùng để sử dụng trong văn miêu tả. Văn miêu tả khi nói một loạt các hành động kế tiếp nhau. Với câu các con có nhiều khi là khi làm bài ngữ pháp ý, những câu dịch. Tại sao là khi mà dạy các con học những câu dịch, có những câu mà cô không để sẵn tiếng Việt đâu, cô không để sẵn tiếng Việt, ví dụ như từ athletic chẳng hạn, tức là mang tính rất là năng động đúng không, thích thể thao, thì cô lại không để tiếng Việt sẵn và để các con dịch, mà là có thể cho các con viết câu tiếng Việt hoặc là ghi từ tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Anh, để bị thực ra trong lúc đấy các con tư duy được rất nhiều từ và rất nhiều phương án hay đúng không ạ. Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, ok, thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? Đó, the sun, và chúng ta sẽ chia động từ ngôi thứ ba số ít của từ rise đúng không ạ? In the east and sets in the west. Tàu sẽ rời ga lúc 8 giờ tối nay, và chúng ta đừng bị lừa bởi từ sẽ, bởi vì nó chính là gì ạ? Schedule hoặc là timetable, cho nên chúng ta sẽ để là the train leaves at 8 p.m. tonight đúng không ạ? Timetable. Number 3, tôi thường thức muộn vào cuối tuần. Đấy là quy luật, cứ vào cuối tuần thì tôi thức muộn. I always stay up late at the weekend. Tôi đang nghe nhạc vào lúc này. At the moment, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy ngữ cảnh của nó là at the moment of speaking. I am listening to music now, or at the moment, or right now. Tôi sẽ gặp nhạc sĩ vào ngày mai ạ. Đây là kế hoạch, và đấy là kế hoạch chứ không phải là thời gian biểu đúng không ạ? Đây là buổi hẹn gặp chứ không phải là quy luật như là tàu rời ga là 8 giờ ngày mai, tức là theo hàng ngày cứ thứ hai thì tàu sẽ rời ga. Cho nên các bạn sẽ để là I'm going to see hoặc là I am seeing the dentist tomorrow. Nhìn kìa, đàn chim đang bay về phương nam tránh rét. Thì cái nhìn kìa đây không phải là báo hiệu, một dấu hiệu về hành động sắp diễn ra, mà là nói về miêu tả đúng không ạ, những cái hành động mà đang diễn ra ở thời điểm nói, hoặc là ở cái thời điểm mà chúng ta muốn hướng người xem, người nghe đến. Ví dụ như là hãy nhìn vào bức tranh này đúng không ạ? Ok, look, the flock bird is flying south to avoid the cold. Tôi đã học tiếng Anh trong nhiều năm rồi và chưa có dấu hiệu kết thúc, tức là chúng ta phải dùng hiện tại hoàn thành. I've learned English for years. Tôi đã gặp họ ngày hôm qua. Đây là dấu hiệu từ rất là rõ ràng của thì quá khứ đơn. I met them yesterday. Tôi về nhà rửa xe được buổi tối và làm bài tập về nhà. Đây là một chuỗi hành động đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta ở quá khứ rồi. Còn nếu không thì chúng ta nói là sẽ đúng không? Thế cho nên mình sẽ để là I went home, washed my car, cooked dinner and did my homework. Hồi nhỏ tôi thường trốn học. Mà nghĩa là bây giờ tôi không như vậy nữa đúng không ạ? Các bạn có thể là, con có thể để được I used to cũng được. Nếu mà con nói là I used to thì mang nghĩa là hồi nhỏ con trốn học đấy nhưng bây giờ mình không. Thì còn nếu mà con nói là I often skipped class when I was young thì có thể là đấy là một anh chàng mà kể là hồi nhỏ tôi thường trốn học và bây giờ tôi cũng hay trốn làm chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đây là mang nghĩa là miêu tả. Number 11, tôi nghĩ là anh ấy sẽ tới. Đây là tôi nghĩ, ý kiến chủ quan đúng không? Có thể là I'm sure, I think, I'm certain. Sẽ vẫn là he will come. Các con có thể có từ that ở đây, hoặc có thể bỏ đi cũng được ạ. Tôi sẽ về nhà ngay bây giờ. Thế là mang ý nghĩa là nảy ra vào thời điểm nói. Ý định này nó sẽ đúng trong cái câu này, nó sẽ đúng trong ngữ cảnh là alo, ở nhà có việc gì ạ? Đúng không ạ? Con sẽ về nhà ngay bây giờ đây. I will come home right now. Con hứa sẽ chăm học. Với từ promise chúng ta sẽ dùng với will. Nó vẫn mang ý kiến. Mary để thăm bà cô. Bà cô ấy cuối tuần sau. Mary is going to visit her grandmother next weekend. Coi chừng bạn sắp ngã rồi đấy. Khi mà chúng ta có dấu hiệu đúng không ạ? Watch how you are going to fall.
Vậy cảm ơn các con đã dành thời gian để ôn tập cùng cô ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con vào buổi live sau, buổi livestream sau nhé. Nếu mà các con sau buổi này các con vẫn còn có thắc mắc gì về thì các con cũng có thể nhắn hỏi. Cảm ơn các con ạ.